trọng kính quý cha, quý sơ, quý khách và mọi người. Hôm nay con có ba điều cảm động. Cảm động thứ nhất là quý cha hiện diện rất đông, khiến cho lòng con cũng được mạnh mẽ, thấy rằng các cha luôn đồng hành với chúng con trong mọi nẻo đường. Từ những ngày đầu đời làm linh mục đến bây giờ, con thấy quý cha cũng vì Chúa, vì Hội Thánh đã luôn nâng đỡ con rất nhiều. Và trong thánh lễ này cũng là một phần nhỏ thôi, nhưng trong suốt chặng đường 18 năm linh mục làm mục vụ thì chắc chắn con không kể hết được. Điều đó cũng diễn tả là tình cảm của quý cha đã dành cho giáo xứ chúng con những ngày tháng năm gần đây. Và cảm động thứ hai, đó là hình ảnh nhóm của thầy Phong hát và đọc. Các con thấy hay không? Cho một tràng pháo tay. Với những bài hát rất mạnh mẽ, rất mộc mạc và giọng đọc rất rõ ràng, trôi chảy và ý nghĩa. Điều đó khiến cho con cũng thấy rằng có nhiều lúc con cố gắng chưa đủ. Với những bạn bị khiếm khuyết như vậy, bị khiếm thị như thế, nếu các con nỗ lực một thì các anh các chị nỗ lực 10. Và nếu các con nỗ lực 10 thì các anh các chị nỗ lực 100. Từ đó cũng ngẫm nghĩ về cuộc đời của con. Có những lúc con chưa hết nỗ lực cố gắng để vượt qua những khiếm khuyết, những thiếu sót của mình. Dẫu biết như thế, nhưng con lại cảm nghiệm sự yêu thương của Thiên Chúa dành cho đời con. Ngài không chê bỏ con là một người yếu hèn, một người nhát đảm, một người đầy tỉ khuyết và tội lỗi. Ngài vẫn tin tưởng, vẫn trao ban cho chúng con được sánh bước đi cùng với Ngài qua thiên chức linh mục. Trong những ngày tĩnh tâm vừa qua thì anh em linh mục và quý cha cũng như đức cha và mọi người thân quen đều động viên khích lệ con: bạn hãy can đảm lên, nơi ấy đang chờ cậu. Điều đó khiến cho con cũng cảm thấy vui, dẫu thấy gánh nặng còn ở phía trước và nhiều người kỳ vọng ở nơi con. Nhưng mà con thầm nghĩ, vâng lời là của lễ cao đẹp nhất, nên con tin rằng Chúa đã khởi sự ơn gọi nơi con thì Ngài cũng sẽ hoàn tất nơi con. Do vậy con luôn luôn rằng, con luôn xác tín rằng Thiên Chúa vẫn luôn dẫn đưa và bồi bổ để hoàn tất. Ngài không chê bỏ thân con yếu hèn tội lỗi, nhưng Ngài dùng con giống như khí cụ của Ngài. Điều thứ ba, trước khi rời khỏi cộng đoàn này, chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Nhiều người bảo rằng: thưa cha, từ khi cha về đây cha không bao giờ phát một bảng ân nhân nào. Hôm nay nhân tiện ấy con nói, thứ nhất là mọi người dù lớn hay là bé, dù giàu hay là nghèo, tất cả mọi người đã vun đắp cho giáo xứ này, không phải là bây giờ, trước và sau và trong tương lai nữa. Lời cầu nguyện hy sinh đó là ân nhân rồi, còn vật chất là điều kiện bề ngoài. Chúng ta đừng dùng những điều ấy để làm thước đo. Do vậy trong tâm trí của con, con luôn cầu nguyện với Thiên Chúa: xin Ngài trả công bội hậu cho tất cả mọi người,
Bởi vì tất cả mọi người trong giáo xứ cũng như ngoài đều là ân nhân, là thân nhân của con. Nói đến thân nhân, giờ đây nếu như 5 năm trước con còn ba còn mẹ dẫn con đến đây, nay con không còn. Con tin rằng tất cả mọi người nơi đây đều là ba, là mẹ, là ông, là bà, là gia đình của con. Do vậy con cũng không quên tất cả mọi người nơi đây. Giống như các cha Cố Đa Minh và Du Xe, cũng như mọi người đã nằm xuống, giống như cụ Trùm đây vừa nói, bao đời các cha cũng đã qua đi. Do vậy là những người ở lại không bao giờ phai mờ trong tâm trí những công đức của các ngài để lại. Do vậy con muốn mọi người cùng với con hát một bài cầu cho cha mẹ, để muốn nói lên tất cả mọi người đây đều là gia đình trong Thiên Chúa. Và trước khi con ban phép lành, xin chúng ta cùng hát. Chúa cùng anh chị em. Và ơn cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.